Hello anh em, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem khu vực bỏ phiếu số 3. Đây, xin mời các bạn cùng xem, chúng ta cùng vào xem nào. Đấy, các thành viên trong tổ bầu cử số Rồi. 3 đang tích cực để Vô nghe làm tổng. trang trí Đăng tin lên vô. cho khu vực bỏ phiếu. Song song vào đó là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng được chú trọng. Các bạn xem đây, phân chia luôn này, treo để răng dây để ngăn cách Nè. giữa lối vào và lối ra. Đấy các bạn ạ. Đấy, bán khám y tế cũng được chú trọng. Đấy các bạn xem, có lối ra và lối vào đàng hoàng, ngăn cách giữa là sợi dây để cho người dân đi vào theo chiều đúng. Đây chúng ta cùng lên xem khu vực bên trong. Đây các bạn xem, đây là ở trong đây đã được trang trí và chuẩn bị khá là chu đáo và trang trọng. Đấy, sắp xếp một cách khoa học. Đây chúng ta cùng nhìn từ trên xuống. Đây trang trí bàn ghế nè, rồi phân chia khu vực đã hoàn tất cho các bạn ạ. Đây các bạn xem, đây các đại biểu ứng cử, đây danh sách được treo ngay ở ngoài để cho cử tri vào xem và đọc. Đây các bạn xem, các thành viên trong tổ bầu cử đang rất tích cực để trang trí cho khu vực bầu cử làm sao cho trang trọng và đẹp mắt. 5 năm một lần nên cái khâu trang trí Có được chú trọng đoạn có rất cao. ấy mọi lần cái cột lần có đó đó Đây các bạn xem, các thành viên này mỗi người đều chủ động đó này để đây làm tất cả các công việc được phân công phân nhiệm. Đấy, được trong tổ bầu cử gồm được được có được được đẹp rồi 20 người ngang phục có đẹp vụ rồi từ đầu đến cuối, từ khâu trang trí chuẩn bị đến khâu kiểm phiếu. Đây các bạn xem có đẹp không. Đây là khu vực bỏ phiếu số 3 của xã Đồng Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đấy, một xã đặc biệt khó khăn. Đây các bạn xem, đây là khu vực cách ly tạm thời do dịch bệnh COVID-19. Sau khi kiểm tra y tế, nếu mà có trường hợp nghi các triệu chứng COVID thì sẽ đưa vào để mà cách ly tạm thời. Hoàn thành rất tốt. Để các bạn xem, các thành viên hết sức tích cực, chủ động trong mọi tình huống và mọi công việc. Đây, khu vực ngăn cách đây. Đây là ngăn cách lối vào và lối ra cho cử tri vào đúng và ra đúng. Đây, một lần nữa các bạn chiêm ngưỡng xem bên trong, các khâu chuẩn bị cũng đã rất trang trọng. Đây, đây là ngày 22 rồi các bạn ạ. Cuộc bầu cử của chúng ta cũng đến. Đây sau lưng tôi đây các bạn xem, các thành viên trong tổ hết sức tích cực làm việc chủ động. Đấy, khâu chuẩn bị cũng đã sẵn sàng. Đây, bây giờ là buổi chiều của ngày 22 rồi các bạn ơi. Đấy, công tác chuẩn bị luôn được chú trọng và hết sức trang trọng. Đấy, các thành viên trong tổ đang sắp xếp
Rồi, đây là đêm ngày 22 các bạn ơi. Trong thành viên trong tổ đang trực đêm. Bây giờ là 22 giờ. Rồi các bạn ạ. Rồi, cuối cùng ngày 23 tháng 5 2021 cũng đến. Cử tri đã đi bầu cử. Đấy, buổi sáng lúc 6 giờ các bạn ơi. Khai mạc lúc 5 giờ 30. Đây, công tác kiểm tra y tế cũng luôn được thực hiện và tôi là người trực tiếp khám sàng lọc để trước khi cử tri vào bầu cử để cho đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây các bạn xem. Rồi, tôi cũng lên để xem có bầu cử. Vâng các bạn, tôi cũng là người trực tiếp lên để bỏ phiếu. Đây các bạn, để lưu lại kỷ niệm. Đấy, hết sức vinh dự khi được bỏ phiếu làm một nhiệm vụ cao cả các bạn ạ. Đây các thành viên trong tổ bầu cử này. Đó, do danh sách cử tri này. Rồi đây là khu vực gạch phiếu này, đó. Đây là hòm phiếu này, đó. Các thành viên cũng đã hoàn thành. Rồi khâu quan trọng nhất là kiểm phiếu. Xin kết thúc tại đây các bạn ạ, do mình không quay được.